Vâng, xin chào toàn thể các bác nhá. Thì hôm nay em quay cho các bác cái mẫu xe là dưới 300 triệu rồi. Mẫu này là mẫu xe BMW X5 sản xuất năm 2005 với phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc, bản nhập Mỹ nhá các bác nhá. Và con này đăng ký lần đầu năm 2008 ấy. Xe form mới rất là đẹp rồi. Các bác nhìn đây ạ. Đấy. Mà con này qua bên em bán là 298 triệu thôi nhá. Đấy, xe rất là đẹp, 2005, đăng ký 2008. Dòng nhập khẩu mà dòng 5 chỗ rộng rãi SUV. Đấy, cái dòng này chạy thì nói chung là về chất thì yên tâm là nồi đồng cuối đá rồi. Đấy. Cái bản này 3.0 đi nó tốn xăng tí thôi nhưng mà chạy nó sướng lắm. Mà form dáng nó đẹp, mà bây giờ các bác nếu về tầm tiền bỏ dưới 300 triệu mà kiếm một cái dòng xe sang như này hơi khó, nếu không có dòng nào vượt được qua dòng BMW X5 này. Đấy, các bác nhìn về form dáng của xe đấy. Xe phá hầm hố luôn, gầm cao nhé. Con này nó là gầm cao, dòng số tự động, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Dòng này nó trang bị cửa sổ trời toàn cảnh luôn, đẹp lắm. Đấy, các bác nhìn thấy sơn bóng nộn luôn. Đây, đấy, sơn chi nó sạch sẽ. La răng này, cái la răng là chủ xe độ nên la răng của dòng xe đời cao rồi nhé. Đấy, vì nó trường xe hơn, nó khỏe hơn. Cái la răng cũ của dòng X5 này nó ra răng xấu hơn. Đấy, con này thì nó lại dòng này nó có cả cái rửa pha đèn nhé. Nếu mà các bác đi vào cái đường bụi bẩn này, cái rửa pha đèn nó sẽ sáng hơn. Đấy, pha đèn sáng hơn. Đấy. Sơn xi đẹp cực kỳ luôn. Con này sơn xi đẹp. Giá tiền nó cũng tương đối hợp lý. Dưới 300 triệu mà dòng SUV BMW X5 này nó là đẳng cấp rồi. Nó dòng X5 này nó là đẳng cấp rồi. Đấy. Xe thì đây là các bác nhìn đây. Đấy, xe khá là đẹp. Con này biển 36 nhé. Biển 36 gốc Hà Nội, gốc thành phố đấy. BMW X5 bản 2005 mà lần đầu lăn bánh tại Việt Nam là 2008. Đấy. Đây, quay cho bác về trước, về tổng thành xe trước này. Đây, các bác nhìn đây. Form dáng sơn xi sạch sẽ, con này nó hơi màu xám, màu đá, cái màu xanh đá, xám đá thì rất là đẹp. Nhìn cái màu này nó rất là sang các bác nhé. Đấy, cái màu này nhìn rất là sang trọng luôn. Bốn quả lốp thì là gần như mới. Và xe sơn xi hoàn toàn sạch sẽ, chủ xe đi cũng rất là kỹ, bảo dưỡng cẩn thận. Nên là xe các bác đi yên tâm là gầm bệ là cực kỳ chắc chắn luôn. Và dòng này thì đi người ta đi chơi chứ không ai là đi chạy dịch vụ cả. Nên là xe rất là chất. Đấy, đây là rộng rãi cực kỳ luôn các bác nhé. Em mở khóa cửa cho em quay nội thất cho các bác xem. Xe con này nội thất sang mà. Đây nhé, con này nó có khóa cửa tổng ở đây nhé. Các bác chỉ ấn vào đây này. Đấy. Đấy, ấn khóa cửa tổng thì nó sẽ ra tất cả. Tổng hết. Đây. Các bác nhìn đây ạ. Tổng thành xe chi tiết. Em quay cho các bác cẩn thận luôn. Để bác ở xa thì đôi khi là muốn xem kiểm tra xe thì đến trực tiếp tại salon của VM, salon ô tô số 1 Kinh Môn. Và em là Dương Hải Dương các bác nhé. Đấy. Quay cho các bác về hết về cái chất con xe này. Với cửa tiền. À, cũng nói luôn các bác để hướng dẫn các bác nhé. Đối với dòng X5 form này thì các bác mở là phải nâng lên này. Đấy, nở nâng lên này thì chứ không phải mở kéo ra như các dòng xe khác. Các bác nâng lên, hơi nâng lên như này thì nó sẽ ra. Đấy. À, con này các bác nhìn phần nội thất đẳng cấp không? Đấy, nội thất con này nó quá đẹp rồi. Ghế da nguyên bản nhé, sàn nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, những dòng này các bác mua được những con xe nó nguyên bản, bỏ tầm tiền cửa tiền này rất là hợp lý luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh nhé, thì các bác mở hết cái cửa sổ trời đi vào cái đường tối rồi hay đi ở khu vùng biển, các bác mở hết cái cửa sổ trời ra cũng được, nó đẹp hơn nhiều, thoáng hơn nhiều. Đấy, cửa sổ trời người ta gọi là cửa sổ trời toàn cảnh. Ghế da nó là ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe, trang bị hộp số tự động đây, hộp số tự động đây. Đấy, vô lăng tích hợp. Màn hình cam lùi đầy đủ hết. Đấy, túi khí thì quanh xe. Đấy, chạy dòng này nó phải ra an toàn. Đây cái các bác nhìn này, những cái tạp phần này đây mới gọi là xe chất hay không, các bác nhìn cứng cáp hay không, các bác nhìn những cái phần tạ bản lề cánh cửa nó dày đến 1 phân. Các bác mở cánh cửa nó không thể xệ được. Đấy. Mà sàn này các bác nhìn này, cái sàn nỉ của nó còn như này. Nó khác cái sàn nỉ mới đâu. Nó sàn không khác cái sàn nỉ mới thế nào luôn. Sạch. Ghế điện đầy đủ, hai ghế trước nó là hai ghế điện, chỉnh ghế điện đầy đủ hết. À, còn hoạt động bình thường luôn, nó còn hoạt động bình thường luôn. Đấy, các bác nhìn cái sàn nỉ. Đấy, nhưng người ta đi thì nếu mà các bác đi đường bụi bẩn mà nhiều người người ta đi mà không giữ gìn thì cái sàn này sẽ thâm đi và rất là xấu. Đấy, thì cái chi tiết từ kể cả những cái khóa cửa các bác nhìn nó gần như là không có hiện tượng mòn mấy. À, nẹp gỗ này. Đấy, nẹp gỗ rất đẹp, sáng bóng rất là đẹp luôn, các bác nhìn đây. Đấy, đây cũng vậy.
cái nẹp này nó là nẹp gỗ xịn như các bác nhìn này, đây là nẹp gỗ xịn này, không không phải là dòng ấy đâu. Riêng cái dòng xe sang bao giờ nó là gỗ, mà gỗ của nó được tráng một lớp nhựa trên rất là bóng, rất là sang. Đấy. Đây là một cánh cửa da của nó hoàn toàn da xịn, dày da nhé. Đấy, nhựa da xịn hết các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ nó cũng mất phân nào, con xe này nó khá là đẹp. Tất cả ốc ác của nó zin nguyên hết. Zin nguyên hết con nhá. Đây. Hàng ghế phía sau các bác nhìn này, phẳng lì luôn này. Đấy, đây là cái thể chất hay không mà phẳng lì luôn này. Đấy. À, ghế như này là người ta ngồi ít này. Ngồi ít là nó phẳng lì luôn, không bị hiện tượng móp chung ghế đâu. Đấy. Sàn sau cũng nỉ này. Đấy, nỉ đây này, các bác nhìn này. Đấy, xe đẹp hay không nhìn này, chất người ra biết ngay. Vẫn nỉ nguyên xi luôn. Đấy, tất cả các bản nề, ốc bản này, cái này nó giấy bịch này cơ mà. Đấy, xe Đức của nó mà bây giờ các bác bỏ tầm 300 triệu loại này. Nó thật mấy các bác là cái này đi xe có đen có húc vào tường thì người không sao cả. Người không vấn đề gì luôn. Đây nếu riêng dòng xe Đức này. Nó dày dặn, cửa sổ trời toàn cảnh đẹp. Đây, cửa sổ trời đây các bác nhìn này. Đấy. Cửa sổ trời rất là đẹp. À, cái lắp bình xăng này các bác nhìn trong nó khác gì mới đâu. Đấy, lắp bình xăng ở trong đây thì ít người vệ sinh mà ít người sử dụng đến này. Đấy, không bị cáu bẩn, gần như là mới luôn này, trong ở trong này. Đấy, các bác đấy là chất. Trên xe chất nhé. Lốp thì các bác nhìn đây, ta lồng như các thứ vẫn còn, mà không dòng này thì mục mọt thì em cũng dám cam kết cho các bác bằng văn bản là xe không dám không có tí mục mọt nó luôn. Sơn xi này. Đấy. À, đây. Lốp sạch sẽ cực kỳ. Cái dòng xe đời cao, dòng đời 2005. Đấy, cốp nỉ đằng sau này, các bác nhìn nỉ, tất cả nó vẫn là nỉ nguyên bản hết rồi. Này cốp này, các bác nhìn nó rộng rãi không? Đấy, một cái dòng xe là khá là rộng rãi, bỏ cửa tiền nếu các bác đi chơi cũng không ngại về quá, về cái để xăng cộ thì lấy dòng con BMW X5 này mà đi. À, người ta đi giữ gìn xe nó chất thì các bác đi hoàn toàn yên tâm là về là không phải sửa chữa, không phải là bảo dưỡng gì cả. Đấy, xe nó đẹp mà. Đấy, các bác nhìn ạ. Dòng tinh dòng này chỉnh điện nhé các bác nhé. Đây là cái này phần là chỉnh ghế điện nhé. Đây là cái chỉnh ghế điện của phía sau này, các bác nhìn này, có thể gập xuống được. Đấy. Các bác nhìn đấy, có thể hoàn toàn là gập xuống được đầy đủ hết. Đấy, nó hay ở cái rất là nhiều cái tính năng hiện đại của dòng này mà vẫn hoạt động tốt chứ không phải là bảo là lỗi đâu. Nó đến đời này thầm này rồi mà vẫn hoạt động bình thường luôn. Đấy. Cốp điện này các bác chỉ ấn vào đây. Đấy, chứ không phải là mở kia đâu. Vẫn hoạt động bình thường luôn. Đấy, đời này rồi mà nó vẫn còn sử dụng rất là tốt. Cái này là cốp hít, các bạn chỉ cần đặt vào đây nó tự hít này. Đấy, ví dụ, đấy tự hít nhé, các bạn nghe tiếng hít chỉ cần đặt vào nó tự hít vào, đấy gọi là cốp hít của xe nhé. Đây, về phần cánh cửa thì các bạn nhìn thấy nó khá là dày dặn. Nhưng dòng này cánh cửa khá là dày luôn. Đấy, đây nè. Táp đi táp nổ dày, tôn vỏ nó bắc bắc, nó dày bịch này, hàng đốt con tay. Nếu mà về phần tôn vỏ các bác nhìn đây, tất cả những chi tiết của xe nó gần như là nó mới zin đét luôn. Đời người ta chạy ít mà. Đấy. Các bác không quá ngại về cái vấn đề xăng cổ thì đi những cái mẫu xe này nó khá là yên tâm. Đấy, tất cả nguyên bản nhé, nguyên bản hết luôn. Đấy, dàn điều hòa sau, đây, cửa sổ trời toàn cảnh, tất cả những chi tiết của xe tắp đi. Cái này là lỉ nhất, cái này nó là lỉ. Dòng xe Đức là thông thường người ta dùng cái phần gioăng thì gioăng lỉ, gioăng trong cao su ngoài bọc lỉ nó thẩm mỹ hơn những cái dòng xe của Hàn Quốc. Đấy, những dòng xe Đức là nó hay ở cái như vậy. Có nhìn cái cửa đóng vào này, ấy nó đóng cái tiếng kêu nó khác những cái dòng xe phòng phành nhiều. Đây là ghế chỉnh điện này, có nhìn tất cả những chi tiết ghế chỉnh điện 8 hướng này. Đấy, nhớ ghế này. Đấy, tất cả chi tiết của xe thì em quay cho các bác. Đây là cái phần sàn lỉ đây. Đấy, sàn lỉ của nó còn nguyên. Đấy, sàn lỉ còn nguyên. Các chức năng giúp da này, các bác nhìn cái phần da của nó. Đấy, da của nó khá là đẹp. Rất là đẹp luôn. Nhựa còn đây phần túi khí đây. Đấy, rất là còn nguyên bản, chưa có hiện tượng tháo rỡ gì. Túi khí quanh xe luôn, cái dòng nó đi với nó độ an toàn thì các bác không phải nghĩ về cái chế độ an toàn của nó luôn. Đấy, đây ghế lái đây. Ghế lái thì các bác nhìn cái phần ghế lái, nếu cái ghế các bác ngồi nhiều nhất hàng ngày mà những người là không thể tránh được lái xe thì bắt buộc phải ngồi vào ghế. Mà ngồi đến mười mấy năm mà ghế còn được như này thì các bác thấy xe nó có chất không ạ? Đấy, xe chất hay không thì các bác nhìn đánh giá vào cái này là các bác có thể cảm nhận được luôn. Đây, cho các bác xem về cái phần cửa sổ trời luôn để cho các bác kiểm tra luôn với hoạt động còn tốt hay không. Đấy, đây nhé, em cho các bác kiểm tra luôn.
đây là cái phần cửa sổ trời này. Các bác nhìn đây. Đấy, cửa sổ trời tự động auto mà nó là toàn cảnh luôn chứ không phải là cái cửa sổ trời nhỏ như cái dòng xe phổ thông. Đấy. Riêng cái tấm cửa sổ trời này thì chủ xe cũng đã dán phim 3M để chống nóng rồi. Có mở ra thì nó không nóng mấy. Đấy. Đấy các bác, đây cái phần này này. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, đây là cái phần cửa sổ trời toàn cảnh của xe. Đấy, vẫn hoạt động bình thường. Thấy chưa? Vẫn hoạt động bình thường. Đây, các bác đóng có thể đóng vào đây ạ. Đóng vào tự động hết nhé. Đối với dòng xe sang thì cũng được trang bị những cái này. Đấy, đấy các bác nhìn thấy tất cả kể cả tấm thảm nó không phải kéo tay những dòng xe phổ thông đâu. Đấy, nó là tự động. Nó chạy bằng motor hết mà hoàn toàn hoạt động rất là tốt luôn. Đấy, ok. Đấy, đấy là cái phần này. Tổng quát về cái nội thất của xe. Các bác nhìn về phần khoang máy của xe luôn. Kiểm tra luôn cái về phần khoang máy của xe luôn các bác nhé. Đấy, đối với cái dòng xe này thì các bác bỏ số tiền mà chưa đến 300 triệu thì là số tiền nó cũng rất hợp lý luôn. Đấy. Đối với khoang máy của xe đây ạ. Với cái động cơ 3.0 thì con này nó chạy máy dọc, chạy cầu sau. Đấy, dẫn động 4 bánh. Vì vậy nó rất là khỏe. Các bác chạy dù vào những cái cung đường khó hay cung đường gồ ghề hay cung đường nầy nội thì cái xe nó vẫn có thể đáp ứng được đối với những dòng xe BMW X5 này. Đấy. Quạt gió khá lớn, vì vậy là khi các bác chạy cái tản nhiệt máy ấy, nó rất là mát, không sợ bị nhiệt lên mấy đối với những dòng xe này. Ít khi bị sợ nhiệt lên, ít khi bị thổi giòn. Đấy, quạt gió của nó rất là lớn, làm mát. Cái khoang động cơ, khoang máy của nó rất là tốt ở cái dòng xe này. Đấy, nên là cái mọi cái chế độ an toàn của xe gần như quá yên tâm. Nhưng cái chạy cái dòng xe này nó là cực an toàn về cái chất lượng rồi. Đấy, BMW X5. Đấy. Các bác đi cái thương hiệu này nó đã nổi tiếng rồi. Đấy, các bác nhìn ạ. Đấy, phong dáng xe rất đẹp chứ không phải là dòng xe xấu đâu. Phong dáng của xe khá là đẹp luôn. Đấy, tổng thành cho các bác nhìn lại phong dáng của xe này. Đấy. Với cái cửa tiền mà con này đăng ký 2008 đi đăng ký thì khác gì nó sản xuất năm 2008 đâu. Đấy mà cửa tiền chỉ có 298 triệu thôi. Đấy, mua được mỗi xe này mà chạy thì các bác yên tâm mỹ mãn. Nó thật là mỹ mãn luôn. Về phong dáng tổng thành xe và chất xe thì các bác yên tâm bao cho các bác là xe chất. Đấy, xe tại salon của bên em này đều được kiểm rất là kỹ rồi. Đấy, mọi cái chức năng của xe thì các bác yên tâm là hoạt động rất là tốt, không có chức năng nào bị lỗi cả. Đấy, bởi vì mua con xe khi trước khi mua bọn em đã test, đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đấy, nên vì vậy là khi các bác nào có đến salon của bên em thì hoàn toàn yên tâm, có chế độ cam kết bảo hành cho các bác về cái chất lượng của xe. Đấy, một cái mẫu xe này các bác nhìn về tổng thành nhá, khá là rộng rãi, form dáng khá là đẹp và chưa đến 300 triệu đồng. Đấy, hợp lý cực kỳ đúng không ạ? Đấy, bác nào có nhu cầu quan tâm đến mẫu xe này thì có thể vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0829777777 đến salon ô tô số 1 Kinh Môn tại địa chỉ phường Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, và số điện thoại của em 0829 đây. Để các bác có thể nhắn tin vào Zalo của em. Đấy, nhắn tin vào Zalo thì các bác sẽ em sẽ gửi ảnh cho các bác này, sẽ gửi video cho các bác này. Đấy, ngoài ra thì bên em còn Fortuner nữa đây. Fortuner con này đời 2009 và còn Calivan nữa đây, những dòng xe khá là gồ ghề, thuộc cho các bác nào thích chơi những dòng xe này, bỏ số tiền không nhiều, con này nó chỉ hơn 400 tí thôi, 410 triệu thôi. Đấy, đấy ạ, các bác nhìn này, hợp lý cực kỳ luôn. Đấy, bác nào quan tâm thì nhắn tin vào Zalo cho em nhé. Vâng, xin chào các bác nhé.